có đau nhức gì nhiều không ấy? Sau gần một tuần điều trị tại khoa bỏng, bệnh viện Sanh Pôn, sức khỏe của anh Phan Minh Đức, trú tại quận Long Biên, Hà Nội mới dần ổn định. Nhưng những vết bỏng trên khuôn mặt và cơ thể của anh vẫn chưa thể lành lại. Hai từ bóng bay giờ với anh là cả một nỗi sợ. Tai nạn bất ngờ khi bóng bay phát nổ đã khiến anh và các cháu trong gia đình bị bỏng nặng. Khi đấy là bị dùng lửa để rứt cái dây ra, tại vì thì phát nổ cả chùm bóng thì độ khoảng 30 quả bóng, thì cũng trong đó là lúc đấy là còn lại là người nhà trong gia đình thôi. Do cái sơ suất thì 4 người trong gia đình đã bị bỏng. Anh Minh Đức không phải là trường hợp duy nhất phải nhập viện điều trị do bóng bay phát nổ. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn do nguyên nhân này ngày càng nhiều lên. Khoảng 3 đến 4 tháng gần đây thì chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 5 đến 6 vụ bỏng bóng bay. Và mỗi một vụ thì không phải là một bệnh nhân bỏng đơn thuần mà là khoảng độ 3-4 bệnh nhân bỏng. Lý giải hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng bóng bay được bơm hydro hoặc acetylan nhẹ hơn không khí nên dễ dàng bay lên. Dưới tác dụng của nguồn nhiệt hoặc nguồn điện, áp suất khí bên trong tăng đột ngột làm nổ bóng bay. Khi bóng nổ, hydro có thể tác dụng với oxy trong không khí với tỷ lệ thể tích 2:1. Dưới xúc tác của nguồn nhiệt hoặc nguồn điện sẽ gây nổ lớn kèm theo cháy. Không nhất thiết phải toàn bộ cái thể tích của hydro gắn với oxy không khí có trong đạt 2:1 thì cái hiện tượng mới nổ, mà chỉ một điểm thôi. Vì cái tính lan truyền, hydro có tính lan truyền là khi cháy thì khi cháy nó nhân lên, thì cái chỗ điểm cháy ở một cái tỷ lệ 2:1 đó lại sang cái điểm khác cho nó lan truyền, cho nó nổ mạnh hơn, và cái sức phá hoại có thể gây ra giết người, đúng không? Tai nạn rất thương tâm. Cho nên cái đó, điều đó là phải rất lưu tâm. Tức là tuyệt đối không được dùng ngọn lửa và không được dùng dòng điện. Song những kiến thức cơ bản đó lại rất ít người nắm được. Vậy nên người bán thì chỉ để tâm bán sao cho nhiều, còn người mua thì chẳng bao giờ nghĩ tới nguy cơ mình có thể gặp phải. Bác sẽ cho chơi những cái gì cho các cháu nó không đút được vào miệng. Đấy. Cái thứ hai nữa là các cháu nó chơi thì mình cũng phải để ý. Những cái này thì thật ra là nó cũng là vô hại, chứ còn những cái đồ ví dụ như súng ống rồi dao rồi kéo thì mới phải để ý. Giáp Tết, phố phường lại rực rỡ cờ hoa và cả hàng nghìn quả bóng bay. Màu sắc sặc sỡ, hình dáng bắt mắt, chúng đang là món đồ chơi yêu thích của trẻ nhỏ. Nhưng nó không thể là người bạn thân thiện và an toàn nếu như các bậc phụ huynh chủ quan khi sử dụng. Đằng sau những quả bóng bay đang là những nguy cơ không hề nhẹ.